Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 60 ca dương tính với SARS-CoV-2, xuất hiện ổ dịch mới tại công ty điện Liên Gia ở huyện Yên Mỹ với hàng chục ca dương tính. Trong đợt dịch thứ tư tính đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên ghi nhận hơn 1.000 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ổ dịch công ty điện Liên Gia xuất phát từ một ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ngày hôm trước. Tiếp tục sàng lọc tại công ty, ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính. Ngoài 20 ca này, huyện Yên Mỹ cũng ghi nhận thêm 9 ca trong các khu phong tỏa và một số trường hợp F1 liên quan đến công ty Deco. Huyện Ân Thi ghi nhận 14 ca dương tính mới, chủ yếu liên quan đến công ty may Minh Anh. Huyện Văn Giang ghi nhận 9 ca, trong đó có 2 ca là cầu thủ đội bóng đá U21 thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu tại vòng loại giải U21 quốc gia ở Trung tâm Đào tạo bóng đá BVF ở Văn Giang. Huyện Kim Động ghi nhận thêm 2 ca. Thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Phù Cử, mỗi địa phương ghi nhận thêm 1 ca. Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cũng ghi nhận 2 ca dương tính qua xét nghiệm sàng lọc.